Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình JetBlue đây. Thì để tiếp tục chuỗi series giới thiệu chi tiết các nghề thì hôm nay mình sẽ làm về nghề tay bột ha, Grugger. Rồi thì vào video này. Thì mọi người có thể thấy cái nghề tay bột tức là cái nghề Grugger này thì hiện tại mình đang level 5 rồi. Thì mình sẽ nói sơ qua về những thứ mà mọi người nên chế khi mà theo nghề Grugger này ha. Rồi, như mọi người thấy đây khi mà level 1 á, cái thứ đầu tiên mọi người phải chế để lên level là cái floor này. Cái floor này thì hiện tại theo như mình tính á, thì nó sẽ không lỗ và nó cũng sẽ không lãi. Đó, cái tỷ lệ của mọi người khi mà chế xong ngoài bán á, nó sẽ là một berry một energy đó, tầm đó. Thì mọi người bắt buộc phải chế cái này để lên level 2. Ít nhất á, là lên level 2 thì mọi người sẽ chế cái subnail này. Đó, và cái hướng sau này mọi người kiếm tiền từ cái nghề làm bột này nó sẽ là subnail và construction powder. Đó, thì chút nữa thì mình sẽ đi check giá để cho mọi người biết là nó lời lãi hay không. Thì còn hiện tại á, còn hai cái còn lại trong này là Davaport và Mumak thì sao? Hai cái này là hai cái vật phẩm để phục vụ cho cái nhiệm vụ, và cái nhiệm vụ đấy nó sẽ không mang lại berry cho mình. Cho nên là giá của nó hiện tại đang càng ngày càng thấp rồi. Đó, mọi người để ý này, đây là cái subnail chế bằng ba cái iron bar ha. Construction powder thì chế bằng 4 sand block và 2 brick ha. Ok. Tiếp tục nhá, mình sẽ đi check lá này. Rồi ok, mình đã đến chợ rồi, mình cùng check lá nhá. Đầu tiên là cái subnail. Ở cái floor thì mọi người đừng kỳ vọng quá vì nó chỉ là chế để lên level thôi nhá. Cho nên là nó cũng không lãi nhiều đâu, có khi không lãi bằng trồng cây đâu. Đó, cho nên đó là cái gọi là cái bước đi ban đầu của mình để mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn là khi mình làm nghề trồng cây. Giá brick đã lên 64 rồi. Đây ông rái cá smoke đang bán. Thì vừa mình mới gom được giá từ 59 60 đến 62 ha. Thì đấy là cái giá hiện tại mình đang cho là ngon. Đó. Rồi tiếp tục. Khi mà chế cái contact supporter thì cần brick và sên đúng không? Mình sẽ check sên này. Sên đang 33, tức là giá nó cũng đã lên rồi. Thì cái contact powder để mình xem hiện tại đang là bao nhiêu nhá. Đang là 260. Rồi mình sẽ tính sơ qua. Từ video này trở đi mình sẽ không tính cái bảng Excel chi tiết cho mọi người nữa, bởi vì cái giá thị trường nó sẽ thay đổi hàng ngày. Mình sẽ chỉ cung cấp cho mọi người là lên chế cái gì và cái giá mình sẽ tính luôn ở tại cái thời điểm mình check giá để mang tính gọi là xác thực cao hơn, bởi vì mình đăng video muộn hơn cái thời điểm mình làm video á, cho nên nhiều người thấy cái bảng Excel mình tính nó lời quá, ok cứ đâm đầu đi làm thôi, nhưng mà không tính toán được bởi vì cái thời điểm đấy nó có thể nó lỗ đi rồi, mọi người làm xong mọi người thấy lỗ quá đó thì nó lại không hay lắm. Đây là mình sẽ tính sơ ở trên video này thôi ha. Thì hiện tại cái này là đang 260 này. Thì mình đang ẩn cái máy tính lên cho nên là mình cứ bấm máy tính rồi mình nói cho mọi người nghe đấy nhá. 260 này, cái thì chế mất 4 cái sen brick. Cái sen thì mình sẽ target là mua ở mức giá 30, cần 4 cái là 34 12. Cộng với cái brick hai cái mình sẽ target ở mức giá 60. Mình đấy là cái giá mình mua vào để mình chế con sắt từng powder nhá. Còn mọi người có cách nào lời hơn thì có thể mọi người cứ thế làm thôi, còn đâu đây là mình sẽ đi mua thẳng về mình chế luôn và mình sẽ mua cái giá rẻ hơn. Rồi mất 2 brick 60 một brick. Thì tức là hai cái mất 120 nữa thì là tổng là 240. 240 thì mình lời bao nhiêu đây? Mình lời 20 mà chế một cái này mất 5 energy đúng không? 20 chia cho 5 thì đang được 4 berry trên một e. Ui. Mlem đấy, vừa mình ôm được một đống brick này. Đợi giá lên xuống là mình sẽ ôm lốt. Đó, hấp dẫn hấp dẫn. Rồi tiếp tục mình check giá cái thumbnail ấy ha. Đây rồi, thumbnail. Ui. Vừa mình thấy 31 xong giờ đã lên 33 rồi. Rồi mình gọi là 33 đi ha. Rồi mình check giá cái iron mình vừa chế, mình vừa mua một đống iron đây. Iron giá 1.13 này, mình lấy luôn cái giá mình mua mình tính cho mọi người nhé. 1.13 chế một cái Iron 3 thì mất 3 energy.
Và để mình chế lên cái subnail á thì mình sẽ tốn 3 cái iron 3, thì tức là mình tốn 9 energy. Khi mà mình chế lên subnail mất 4 energy nữa là tổng mình mất 13 energy cho cái subnail này. Và số vốn mình bỏ ra sẽ là 1.13 berry cho một cục ironite, và tổng hết 12 cục ironite để chế được một cục subnail thì mình sẽ tốn với vốn là 13,56 berry, mà mình bán được 33 tức là mình sẽ lời 19,44 berry ha. Thì 14 19,44 berry này mình chia cho với 13 năng lượng mà mình cần dùng á thì mình sẽ được 1,49, tức là 1,5 đi, thì nó sẽ ngang với cả giá khi mà mình trồng Vitamin. So với những nghề khác thì cái nghề này khi mà mình đã lên level 2 rồi á, mình sẽ chế cái subneo này thì được bằng với cái mức thu nhập khi mình trồng Vitamin, nhưng mà mình lại lên cấp nhanh hơn các nghề khác. Rồi đây thì mình cũng đang chế cái Iron 3 để mình làm cái subneo nữa ha, bởi vì mình mua vào được cái giá ok quá. Như vậy thì đây chính là những cái chia sẻ mình muốn chia sẻ đến cho mọi người về cái nghề làm bột ha. Thì có những cái lưu ý như sau là cái đồ mà dễ bán và có mức tiêu thụ cao là subneo và construction powder. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người á, thì mọi người cũng có thể thấy rồi, một số người cũng thể nhìn ra luôn là khi mình làm nhiều nghề á thì những có cái nghề nào nó lợi, nó lời, nó lãi nhiều là mình có thể quay qua được luôn. Đó, và mình biết là nhiều người chơi arc clone nhiều. Đó thì mình cũng lên là có một cái arc chính. Bởi vì arc chính có cái tổng level skin cao này á thì sau này nó sẽ rất có lợi cho cái việc mình làm hoạt động ở trong vui, mình sẽ được ưu tiên farm tài nguyên level 3, level 4 này. Hay là khi mà tổng skill của mình nó cao á thì mình sẽ có cơ hội kiếm được nhiều token berry, à quên, nhiều token berry là đúng rồi nhá. Còn về sau nó còn có token pixel nữa, mình sẽ có nhiều cơ hội kiếm nhiều token pixel hơn người khác. Nếu mọi người có một arc chính mà có nhiều cái level skill cao như này. Đó, thì đấy là cái mình muốn chia sẻ với mọi người. Và tôi thấy rất nhiều người kêu là ui, anh này lên cái video nào và cái đồ đấy nó lỗ. Nhưng đấy là tại mọi người đang làm theo đúng một nghề đấy. Thì khi mà quá nhiều người dồn vào nghề đấy, hoặc là cái người ta làm ra mà bên mua người ta mua không kịp về để làm á, nhiều quá rồi thì bắt buộc giá nó phải xuống thôi. Thì lúc đấy đối với những người nhiều nghề như mình á thì mình sẽ xoay luôn qua cái khác. Và khi chúng nó đẩy giá nhau những cái item kia xuống giá thấp, mình sẽ lại ôm vào. Đấy chính là cái cách làm ăn của mình, và mọi người cũng cũng nên phát triển cái tư duy là mọi người sẽ phải tự tính được ở cái tại thời điểm mọi người làm cái đồ đó thì nó lời hay nó lỗ. Đó, và giá nó xuống đến bao nhiêu thì mọi người có thể ôm được để mọi người kiếm lời. Ok chưa? Rồi thì đó chính là cái nội dung video của ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đăng ký kênh ủng hộ giúp mình, và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.